không? Mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bài học của những sát thủ, gọi là sát thủ pháp sư, chính là chuyện về người yêu nha mọi người. Thì bài học của những đứa này á, thì giờ mình chia theo hai cách về những cách chơi của mọi người nha. Thì bài học này á, thì dành cho đi gần, còn cái bài học thì sử dụng và chia sẻ với nha mọi người. Và thường mình chơi á, mình thích cái pháp sư sát thủ này nè. Thì cái tốc đánh của vị tướng này nó cao, mình thích chơi hơn tốc đánh tốc chạy mọi người. Còn một cái bản ngọc nữa là dành cho hút máu phép, nhưng mà cái tốc đánh tốc chạy thì nó không có. Nhưng mà bây giờ mình sẽ chia sẻ hai cái bản ngọc luôn. Bây giờ mình sẽ đi vào bản ngọc nha. Đầu tiên á, 10 viên ngọc đỏ, mọi người hãy lên cho mình là con phép và xin giáp phép nha, lên 10 viên. Còn 10 viên ngọc thanh á, lên cho mình là xin giáp phép nha mọi người. Xin giáp phép ở đây á là tốc đánh là 0.6%, còn ngọc đỏ thì nó không phép là 4.2, xin giáp phép là 24. Tiếp theo là 10 viên ngọc kim thì mọi người hãy lên cho mình là 8 viên, tốc đánh tốc chạy là 1%, 2 viên còn lại thì mình sẽ lên là hút máu phép. Thì giờ khi lên xong có không phép là 1.2, thì giáp phép là 38, hút máu phép là 32%, tốc chạy là 8%, tốc đánh là 1% nha. Cái bản ngọc này thì mình sẽ lên là dùng cho bản ngọc hút máu phép, tại vì nó có tốc chạy hơn. Còn chơi tập đánh tập chạy á, thì mọi người hãy lên cho mình ở đây á là 10 viên hút máu phép luôn, hút máu phép 10 viên nha. Thì khi lên xong á thì sẽ có là công phép nè 42, thì nhập phép là 88, hút máu phép là 600, và tập đánh tập chạy là có. Thì mình sẽ ưu tiên cho bạn học mình hơn, tại vì giờ cái tập đánh tập chạy hơn sẽ rất là nhanh hơn đó. Và khi mà loại không ai mà chết đi á, thì mình sẽ sống lại nhanh để mà ra kịp giao tranh và ứng phó cho mọi người. Còn các quyền thứ hai á, là mình sẽ chia sẻ là chỉ là cái chắc thứ này là những đầu tiên là trọng lực nha. Tiếp theo là cái trọng lực tê chân. Tiếp theo là mình chọn cái trọng lực tê dưới nè. Dưới đây á, thì mình chọn cái trọng lực tê. Đây thì nhiều ở trên mình cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ trả lại tất cả bình luận của mọi người.